Hello cả nhà, bữa nay em làm bộ design này với tháp treo nha cả nhà. Rồi hôm nay là em xài màu số 105 trong cái collection mới nhất là Wildflower Wonder nha. Cái collection này thì các cái tông màu của nó trẻ trung tự nhiên lắm. Mình suy ra một cục treo cho nó khoảng vừa đủ cho cái móng này, không có cần phải to quá đâu. Mấy anh chị làm với mấy anh chị quen, mấy anh chị lấy cục treo nó sẽ khoảng khoảng đó. Ok, sau khi xong mình nhớ đậy nắp lại chung thôi, nó sẽ bị khô cái thích treo nha. Rồi, ở đây là Ngân có alcohol. Alcohol này là Ngân xài alcohol 70% nha cả nhà. Đó, rồi mấy anh chị làm cái cách này cũng làm nó dễ dữ lắm nè. Đẩy treo lên cho nó gần với cái cuticle, mình chừa các cái góc hai bên. Sau đó mình nhúng alcohol, không có cần phải quá nhiều. Chậm 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 cho nó nằm xuống, ôm từ ngoài ôm vô. Okay, chậm 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 đứng cây cọ vô và cho ôm từ ngoài ôm vô, giữ cuticle mỏng sát nhưng mà không có tràn nha, mỏng sát thôi, không tràn cuticle nha mọi người. Sau đó tháp nhẹ nhẹ và di chuyển đi xuống còn đều để cho cái móng của mình nó ra, nó định hình đẹp, nó định hình cho nó tròn ha, mình khỏi cần phải giũa luôn đó. Cái này khi mà mình quen tay mấy anh chị thấy ha, đắp ra vậy nè. Đó, là mình xong luôn rồi, không có cần phải giũa, không cần phải gì nữa hết cả nhà. Mà mình lưu ý á, là cái đường nguyên, cái đường viền cuticle đó, mình chừa cho nó khoảng một cái cọng tóc nhỏ thôi đó, thì mình sẽ không cần phải giũa luôn. Sorry, tự nhiên bị khan tiếng rồi. Mình không cần phải giũa mà cái móng của mình nó vẫn bền nha. Và nó nhanh nữa. Đập 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 từ từ thôi. Đi ra là bắt đầu xoay ngón tay nè, ôm mỏng các cái gốc của nó, mình ôm cho nó mỏng. Đập 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 đập, ôm mỏng, vuốt từ ngoài vuốt vô ha. Rồi nhẹ tay thôi nha mấy anh chị. Làm cái này đó, mình chỉ có lúc mà mình đi cuticle đó, mình cũng nhẹ tay để cho cái cuticle nó mỏng, nó đều, nó tròn. Rồi khi mà mình xong hết rồi, mình định hình để mình vuốt mặt móng đó, mình cảm giác coi là mình vuốt dày cái cục treo của mình nó có di chuyển hay không. Nếu mà nó có di chuyển á, thì mình đang vuốt đúng lực rồi. Còn nếu như mình vuốt cỡ 5 cái mà cục treo nó còn nằm y chang một chỗ không nhúng nhích á, có nghĩa là mình đang nhẹ nhàng quá, bạo lực vô, bạo lực tí xíu nữa lên để cho cục treo nó di chuyển nha. Mọi người thấy không, khi mà mình làm quen rồi đó, mình lấy cái cục treo nó ra, độ dày của nó rất là mình lấy ra cái cục treo của nó tương đối rất là chuẩn. Mình có dư thì cũng dư có một chút ép thôi. Vậy là xong rồi nè cả nhà. Và với mấy cái dạng mà cái form móng mà mình đắp mà nó ra xếp ra này kia vậy luôn rồi đó, thì mình đỡ phải duỗi lắm mấy anh chị. Ở bên này thiếu tí xíu thì mình hơi vuốt xuống một chút. Rồi đó, nó ra vừa cái đường viền cái nó là vừa ha. Đó, rải cho treo đều ra, sau đó bắt đầu mình đập nè. Xoay ngón tay qua nha, mấy anh chị nhìn em xoay ngón tay qua. Khi mình xoay qua, mình đập cho nó ôm vô và canh dừa mí vậy thôi. Dừa mí nha, có nghĩa là chừa một cọng tóc đó, chứ không phải là dừa mí là tràn vô da. Tại vì tràn vô là mình sẽ giũa. Còn chừa đúng một cọng tóc đó, là một chút xíu nữa đó. Khi mà mình top coat thì cái top coat nó sẽ cover vô ngay chỗ cái cọng tóc mà mình chừa, là nó sẽ vừa. Hoặc là mình sơn treo màu á, thì mình sơn ngay chỗ cái phần cọng tóc mà mình chừa đó, là cái phần treo màu của mình nó vừa. Giờ mình đứng cho các cái góc móng nó đều hết rồi đúng không? Sau đó thì mình nằm xuống. Nằm xuống ôm vô. Nằm xuống ôm vô. Đó, vuốt nhẹ tay cho nằm xuống ôm vô. Các cái góc hai bên đó là mình đều giữ cho nó có đủ độ dày nhưng không quá dày để cho mình khỏi phải giũa. Tại nếu mà nó dày quá hay xung quanh đó, thì mình phải giũa xuống. Còn khi mà độ dày của nó vừa đủ vậy thì mình không có cần phải giũa gì hết. Mình lấy giũa cây á, mình đi nhẹ ăn cái bên hông á, là nó đã xong cái móng của mình rồi. Mình làm ra một bộ móng tháp treo rất là nhanh. Khi mà mới thì có thể là các anh chị chưa quen cái cách control tháp treo, cách cầm cọ hoặc là cách vuốt treo làm sao cho nó, thì mấy anh chị cứ mạnh tay tập đi, mạnh dạn lên mọi người. Vuốt mà dài cái mà không thấy nó đi là nhẹ quá, mạnh lên.
mạnh lên, mà lỡ mình thấy nó lủng quá thì bắt đầu mình biết là mình nhẹ tay lại thôi, đâu sao đâu. Đó, thí dụ như mình đắp này, giờ em làm cái này đi, ví dụ như chỗ này em lỡ em vuốt nó, trời ơi mụn dính chỗ này, bây giờ mình sao đúng không? Thì khi cái treo nó còn ướt nè, mạnh dạn đẩy nó lên, lấy cái đầu cọ đẩy nó lên đó, đẩy nó lên xong sau đó mình dùng cọ, cây cọ nè, mình đập 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 cho nó nằm xuống. Cái treo này nó đâu có khô mà nó cũng đâu có chảy đúng không, cho nên á mình đẩy lên xong cái mình đập xuống cho nó nằm xuống, nó nằm nó liền lại với nhau, xong rồi đó mình mới bắt đầu mình kéo di chuyển xuống. Cái quy tắc của móng thì mình phải nhớ là đi tới đâu độ dày của mình á chuẩn tới đó, để cho mình khỏi phải giũa. Còn nếu độ dày của mình vẫn chưa chuẩn, nghĩa là dày quá thì có thể là phải giũa xuống, còn mỏng quá thì mình phải đắp lên. Cho nên là đi tới cái phần nào cuticle đủ độ dày, đi qua apex đủ độ dày support móng, đi sang phần nối móng là mình đi đủ độ 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 dày luôn. Hai bên đó là nó mỏng, nó đi đều vô chính giữa, nó tạo thành cái đường cong đủ độ dày ở chính giữa để giữ cho cái móng của mình nó bền. Thì mình cứ đi đều vậy đó, là tới đâu của mình là mình xong tới đó. Thì tới phần đầu móng đó, mình xong là mình xong luôn, mình không có cần phải quay lại chỉnh sửa nữa. Đối với tháp treo này thì nó không khô, cho nên là mấy anh chị còn có thời gian để chỉnh sửa. Nhưng mà cái cách làm của mình cũng giống như bột, đi tới đâu á độ dày của mình phải xong, tại vì bột nó khô. Nếu như cái màu độ dày của mình cuticle chưa xong mà mình đi xuống đầu móng á, một hồi đó mình quay lại bột nó đã khô mất rồi. Cho nên mình tập tháp treo là mình tập luôn cái cách để đi tới đâu độ dày của mình chuẩn tới đó ha. Rồi sau khi xong là cả nhà nó ra cái móng gì nè, đó cuticle tròn không chàng, shape đã giữ được định hình xong hết rồi, độ dày của mình đã đủ, đi hơ đèn 60 giây. Sau khi xong thì mình chùi alcohol cho sạch, đặc biệt là các cái góc. Nếu mà mấy anh chị giũa cuticle thì đẩy sát vô các cái góc này nè, cho nó sạch trong các cái góc cuticle luôn nha. Đó, chùi sạch bon, chùi nha, ken két vậy nè mấy anh chị. Mình xài cái miếng giấy mà nail wipe đó, xếp lại làm tư, nó chứa được nước nhiều, nó sạch, nó không có bị dễ bị rách nữa, cho nên là mình dễ làm dữ lắm luôn. Sau khi xong thì bắt đầu mình quay lại là mình giũa xếp nữa là được rồi. Khi mà mình đi bằng giũa cây này đó, mình có thể đi tới hai cái khóe ở trên để cho mình giũa luôn cái phần cuticle hai bên hông, để cho nó không có bị giống như nếu mà có tràn vô một ít đó, thì nó cũng không có bị hở khi mà mọc ra, để cho mình đỡ phải giũa khi mà mình đắp tay khắp. Thì canh cái phần cuticle bên trên nó cho nó đủ đủ treo cover hết các góc và không có bị tràn vô. Còn hai bên đây thì mình có thể là khi mình giũa giũa cây là mình giũa luôn. Còn nếu như mà mình lỡ mình chưa có quen mình đắp mà mình còn bị tràn đó, thì mấy anh chị có thể là đi cái giũa mịn một lần nữa xung quanh nguyên cái đường viền của cái móng của mình, để đảm bảo là nó sạch hết cái đường viền, nó không có bị hở móng khi mà móng mọc ra, nó không có bị liếp lên từ từ bánh tráng á. Tiệm ở đâu có nhận học viên hay không? Dạ, mình ở Florida. Học viên thì tháng 12 này thì Ngân có lớp, hình như là ngày 2-3-4 tháng 12 hay sao em nhớ mãi mãi là vậy ha. Thì trong cái lớp mình là chuyên bột, rồi mình có tháp treo, mình có builder treo, mình có thìa là X treo là móng úp á, rồi mình có deep ombre, mình có đầy đủ hết. Ok, ở đây nếu mà mấy anh chị thấy là mình làm sạch, mình làm sát rồi thì mình không có cần phải đi cuticle. Còn nếu như mà mấy anh chị làm chưa sạch mà mình muốn kỹ đảm bảo là nó không có còn không có bị hở bị này kia đó, thì mình có thể đi đường cuticle một vòng nha. Thì ở đây là Ngân xài cái đầu nhỏ này để Ngân đi sát cái đường viền cuticle. Cái đầu này nó cũng là thuộc dạng cái đầu diamond đó, cho nên là nó không có cắt cái tay của khách. Mình đi sát vào cái chân đường viền cuticle, nó ôm sát mỏng xuống là được nha mấy anh chị. Đây cũng vậy nè. Cái này là mình đi cho nó an toàn nè. Đó, sau khi xong cái này á, là coi như là em xong luôn rồi đó mà cả nhà. Tại vì cái mặt móng của mình nó mướt sẵn gì rồi nè. Đó, thì mình không cần phải làm thêm bất kỳ gì hết á, không cần phải giũa mặt móng mà. Thật sự là cũng không cần phải bóp phờ luôn. Nó đã mịn sẵn rồi, bóp phờ là mình để làm cho nó mịn. Mà mình cũng không có muốn cái móng nó mịn quá đâu, khi mà mình làm treo hoặc để mình sơn treo rồi đó. Thì mình không có muốn nó quá mịn, tại mịn quá nó tạo thành độ trơn, nó không còn độ bám nữa. Mình để cho nó mịn một cái mức vừa phải thôi. Cái này là nó đã vừa đủ rồi. Thì bây giờ em chỉ cần xịt alcohol.
Rồi mấy cái khi mà em xịt alcohol, thay vì em cho khách đi rửa tay á, em xịt alcohol rồi em lấy bàn chải, em chà hết những cái đường viền xung quanh cái móng á, thì các cái bụi trên cái móng của người ta, nhất là cái đường khóe, nó sẽ rất là sạch để cho mình có thể mình bắt đầu mình design hoặc là mình làm này kia. Mà mọi người nhớ là xịt alcohol nha, em không có xịt nước. Alcohol nó sạch với lại nó bay hơi nhanh, cho nên là xịt alcohol chà xong một cái á, là nó đã bốc hơi mất tiêu hết trơn rồi. Còn nếu như mà mình xịt nước á, nước nó chậm dữ lắm, lấy khăn lau nữa, một là nó mất thời gian, hai là nó ướt nhẹp, mình khó để mà mình làm design lắm. Xịt xong là mọi người thấy là alcohol nó bay hơi tới nỗi cái bao tay của mình nó cũng khô nữa. Sau khi khia 2 phút gel vẫn hơi mềm, làm thế nào để khắc phục? Nếu mà khia 2 phút mà gel vẫn hơi mềm, đó là do cái gel, cái máy của mình khi không có đủ nóng đó chị. 2 phút nhưng mà em không biết là cái máy của mình pin nó còn hay không, hoặc là cái độ sáng của nó còn tốt hay không. Hoặc là trong lúc mà nhiều khi mình lo mình tập trung mình làm á, khách hàng họ bị tắt đèn hồi nào không hay. Mặc dù mình thấy ồ 2 phút tưởng nó hết rồi, nhưng mà nó đã bị tắt đèn từ lâu rồi, thì chị hơ thêm để cho nó khô. Cái này á là nãy là ngân hơ chỉ có đúng 60 giây thôi là nó khô ra hoàn toàn vậy nè. Đó, cho nên là mình coi lại coi là cái đèn của mình nó có bị gì không trong lúc mà mình hơ đó. Nếu như mà cái đèn của mình mà mình xài lâu quá đó, thì nó dễ dẫn đến cái tình trạng là như nó cũ rồi, nó không có đủ cái, nó không còn cái độ nóng của nó không còn tốt nữa, thì cái độ hơ của nó cũng không có đủ. Ok, mình canh coi là cái góc nào là cái góc đẹp để mình đặt cái bông nha. Đó, em xoay 3 chiều để cuối cùng là cái góc này nó đẹp nè. Cái này thì rút kinh nghiệm một cái là mình đừng có làm sát mí quá. Tại vì mà mình phải chừa một cái đường viền mí cỡ 1mm để cho mình đi top coat nó cover. Còn mà mình đi sát vào bên trong cái đường mí quá đó mấy anh chị, mình không có cover được, top coat nó không có cover được cái bông thì nó sẽ rất là dễ bị hở nha. Để dán vô một chút nữa cũng được, sát vô một chút nữa thôi, nó gắt luôn rồi nè. Ok thôi gắt em bỏ. Cái sticker bây giờ nó rất là tốt, một cái là không có quá dày, cho nên khi mà mình dán á thì mình dán xuống một lần thôi, mình tháo lên cái là nó bị gắt à. Cái đó là do mình giống như là mình phải thay đổi cái mẫu thì nó vậy. Còn nếu như mà mình dán mà mình xác định được rồi đó, mình dán luôn á thì nó đỡ cực cho mình dữ lắm. Với lại nó mỏng á, thì nó sẽ không có dễ bị chóc. Còn nếu mà nó dày thì nó dễ bị chóc lắm mấy anh chị. Rồi ở đây là Ngân lấy thêm một cái bông nhỏ nữa để Ngân đi xuống đây để cho nó. Ok, qua bên đây. Chà cái góc nha. Rồi qua cái ngón giữa đó thì Ngân sẽ đi cái bông này. Cái bông nó nổi hơn, để Ngân đi cái ngón giữa cho nó nổi bật. Ở đây là Ngân đi chính giữa ở đây, từ bên trái đi qua. Thế ảnh ở đây rồi bắt đầu lấy tiếp bông. Ở đây là Ngân có cái bông màu cam, một nằm một mình, cái bông màu cam nằm mình á, Ngân cho nó nằm vô đây để cho nó fill up cái mẫu design của mình. Rồi ở dưới đây thì Ngân sẽ xài cái bông, quay cái bông nào cho nó đẹp, cái bông màu xanh dương cho nó xuống đây nó nằm. Trời ơi, cái sticker này nó khỏe ghê cả nhà. Xuống đây một cái. Đó, rồi tiếp tục thêm một cái nữa. Nhỏ nhỏ bên dưới thôi. Em xài cái màu xanh lá đi ha. Đi xuống đây để cho nó rải cái mẫu design của mình nó đều ra. Rồi xong rồi, rất là dễ. Mình sử dụng ngón tay của mình để mình đè các cái gốc của sticker cho nó nằm sát xuống. Rồi sau đó mình top coat lại nữa là đã xong rồi đó. Khi mà làm tháp treo mà cái mặt móng của mình mướt rồi đó, tới lúc mà mình finish đó, nó khỏe dữ lắm mấy anh chị. Đối với tháp treo đó thì mấy anh chị đi, cái quan trọng nhất là cái base của tháp để nó giữ được cái độ bền. Còn tới lúc top thì mấy anh chị top nào cũng được nha. Nếu mà mình có cái top của tháp thì mình xài top của tháp, còn nếu mà mình không có mình xài top khác cũng được nha mọi người. Cái phần top là ở trên rồi, nó không có quan trọng là quyết định độ bám, mà quan trọng là nó bóng hay không. Còn độ bám thì mấy anh chị nếu mà đang xài quen cái loại top đó mà cái độ bám mấy anh chị thích thì mấy anh chị cứ xài. Riêng cái phần B thì mình xài cái B của tháp treo, tại vì nó có bonder với primer built-in để nó giúp cho cái móng của mình nó có cái độ bám cao nhất có thể. Còn nếu mà mình xài mấy cái B bình thường thì nó sẽ dễ bị giảm cái chất lượng của cái móng ở cái độ bền, độ bám.
Đấy. Rồi tới cái phần này của mình. Đây, nó có một cái khúc chỗ này nè. Nếu như mà cái sticker của mình đè mà nó nằm chưa sát á thì nó sẽ dễ bị có cái khớp nó cộm lên vậy. Mấy anh chị dịnh nó xuống, dịnh cái miếng này xuống để mình hơ vậy nè, thì nó sẽ nằm sát xuống. Có thể là mình phải đi một lớp thớp nữa để cho nó nằm xuống, nó không có bị ấy ha. Đó, rồi qua cái bên đây mình dịnh nó xuống một cái, rồi bắt đầu mình cho hơ vô cái đèn để cho nó định hình cái móng của mình nằm yên vậy đó. Rồi ở đây mình có thể đi thêm một lớp thớp nữa bên trên để cho cái móng của mình nó cover đủ độ dày á, so sticker nó không có bị bong tróc nha mấy anh chị. Ở đây là Ngân tắt cái này rồi, Ngân đi thêm một cái hơ đèn một tí xíu đi, Ngân đi thêm một cái lớp thớp nữa. Cái màu em đang xài nó đẹp á, nó trắng trắng đục đục hồng hồng, cái kiểu này là trong tiệm khách xài rất là nhiều nè cả nhà. Sau khi mà mình xong hết rồi đó, mình chỉ cần mình chỉ cần đi cuticle oil nữa là bàn tay của mình đã đẹp nha. Thank you mọi người đã dành thời gian theo dõi. Anh chị nào mà thích tháp treo thì triển khai liền cả nhà ơi. Chị Trần Thi Nào, nếu mà cái chai của chị mà màu vàng mà nó bị đặc á, chị liên lạc với tụi em biết, tụi em gửi lại chai mới cho chị. Đó. Đây collection mới nhất nha. Thank you mọi người đã dành thời gian theo dõi nè. Tháp treo là bây giờ đang rất là hot, được khách hàng yêu chuộng, cho nên là mấy anh chị có thể đưa thêm một cái dịch vụ mới nữa vào trong tiệm của mình, là rất là dễ để cho thợ xài. Have a good day cả nhà.